Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin X Giải Trí. Xin quý vị và các bạn hãy đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Vợ cũ bằng Kiều tuổi U60, một tay điều binh khiển tướng, vừa kinh doanh vừa đắt sâu. Nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn tìm mọi cách để không gặp cha, điều đó không nên, vợ cũ bằng Kiều nói. Mới đây chương trình Truyền Phố Phường đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Trung Tử Lưu và ca sĩ Chi Si Phương Trinh. Vợ cũ của bằng Kiều tại chương trình, Trung Tử Lưu tỏ ra ngưỡng mộ Chi Si Phương Trinh vì đã ở độ tuổi U60 nhưng vẫn đắt sâu. Anh cho rằng Chi Si Phương Trinh điều binh khiển tướng sâu chậu nhiều đến ngột thở. Tôi chưa thấy một ca sĩ nào ở tuổi Chi Si Phương Trinh mà đến bây giờ sâu vẫn dày đặc. Tổ nghiệp đã Chi Si Phương Trinh quá nhiều, một mình điều khiển 8 cơ sở kinh doanh rồi đi đến 80 sâu diễn. Chi Si Phương Trinh nghe vậy liền chia sẻ, đúng như anh Trung Tử Lưu nói, tôi không phải là một công việc mà quá nhiều công việc, chưa kể ở nhà còn nhiều điều binh khiển tướng, ba ông con trai và ba cửa hàng. Bởi vậy nên giọng tôi lúc nào cũng trong tình trạng bị khàn, nhưng nhờ tổ nghiệp thương nên sân khấu vẫn hát hò bình thường. Dù đã ở tuổi U60 nhưng Chi Si Phương Trinh vẫn luôn khiến mọi người thán phục vì sự trẻ trung và năng lượng dồi dào của mình khi làm việc cả ngày không mệt, đi sâu nhảy liên tục. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại có năng lượng như vậy. Chính vì một thân một mình nên tôi phải làm thôi, chứ trông vào ai bây giờ. Với lại tôi cũng là người năng động, một ngày mà ngồi không hoạt động thì tôi không sẽ bị chờ chết, không chịu được. Nếu kinh doanh cái này ổn thì tôi sẽ làm cái khác. Nhiều người hỏi tôi có sợ thất bại, nhưng tôi có đọc một cuốn sách, trong đó có người nói rằng thành công không sợ thất bại, nếu sợ hãi sẽ là thất bại. Tôi không sợ nên tôi cứ làm. Tôi chỉ thất bại trong tình yêu chứ không thất bại trong kinh doanh bao giờ. Tôi cũng may mắn khi làm gì cũng suôn sẻ. Ví như tôi khi lấy chồng, tôi nghỉ ở nhà sinh con rồi chăm sóc suốt cả chục năm, cứ nghĩ rằng nghiệp ca hát của mình đã hết. Nhưng không hiểu sao tới giờ ở tuổi 56 tôi lại đi sâu trở lại và được mời sâu rất nhiều. Khi được tổ nghiệp thương và được cho sức khỏe rất nhiều, tôi cũng từng mổ dây thanh quản tưởng như giải nghệ, nhưng ai ngờ mổ xong giọng lại dày hơn. Chi Si Phương Trinh cũng được ngưỡng mộ vì sau chia tay vẫn làm bạn, giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Về điều này cô chia sẻ, tôi thấy nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn tìm mọi cách để con không gặp cha, điều đó không nên, như vậy thiệt thòi cho con mình lắm. Vì thế nên tôi luôn thân thiết với cả người mới vẫn người cũ để các con được qua lại thoải mái. Tôi muốn chúng thấy rằng dù cha mẹ chia tay thì con cái vẫn còn cảm giác có gia đình. Và kết quả xét nghiệm DNA con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Hồng Loan vẫn nhận về luồng dư luận trái chiều. Thời gian gần đây, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng, em cháu ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải là con gái cố nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, cha tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và tôi cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói chỉ là con nuôi. Tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định ADN để xác minh Hồng Loan chính xác là con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm DNA để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Còn về kết quả sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết. Về việc xét nghiệm DNA đã được Vũ và Ni thực hiện âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng, muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông bà nội không còn thì cần xét nghiệm với ít nhất 4 người anh em của bố. Trong trường hợp cụ thể là có nghệ sĩ Vũ Linh thì nên đưa cả 5 đến 6 anh chị của ông Vũ Linh đến đây để lấy xét nghiệm với Hồng Loan. Như thế kết quả sẽ chính xác 99,999%. Các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu
Nếu ai ở xa có thể gửi 5 sợi tóc có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm hai người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc rất nhiều với tòa án Hà Nội, tòa án thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có kết quả xét nghiệm DNA này nên hiểu rất rõ. Có trường hợp là bốn người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và phải đến người thứ năm mới ra kết quả. Bà thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết.